Chào mọi người đã đến với kênh của AS Mobile. Hôm nay chúng ta có gì nào? Chuối! Chuối! Ai ăn chuối không? Chuối! Tôi đã nhận được quả chuối rồi. Bây giờ tôi sẽ đi cho người ta ăn chuối. Bây giờ tôi sẽ đi đút chuối cho người ta ăn. Bạn muốn ăn chuối của mình không? Chuối mình ngon và thơm lắm. Chuối nè! Chuối nè! Chuối nè! Em thích chuối tây chuối ta. Anh mang tới cho em nha. Chuối nè, rẻ rồi phải không cưng? Chuối, chuối phóng ra dao à. Chuối, ui trời ơi. Nhưng mà hư cấu quá các bạn ạ. Trời. Ăn chuối. Wow. Một sự hư cấu. Có nghĩa là chuối của tôi rất to, nhưng mà khi phóng ra lại là cây dao. Có thể đây là một phần lỗi game các bạn ạ. Rồi phóng ra cây dao, tao tức quá, tao nghỉ chơi đây.